Chào các bác cô chú anh chị ạ. Hôm nay làm cái đêm nhưng mà vẫn là sớm, bây giờ mới có khoảng 9 giờ thôi. 9 giờ tối. Thì cái cây này mới lấy chiều này. Cũng mua online các bác, mua online. Đấy thì một cái cây giáng làng rất là già. Xanh, dòng xanh điền hạt các bác. Điền hạt, tạm hiểu là điền hạt đi các bác. Lá thì rất là giống điền, chất liệu cũng khá là tốt. Đấy, bể bãi thì dáng làng rất là hay, rất là hay. Chỉ tiếc cái là bác này, bác ấy không hiểu sao bác cắt cái cút nó ngắn thế. Cái cút này ngắn mà cái này thì cần phải nuôi thật to thì lại cắt sớm quá. Cái đấy thì thôi thì nó có như nào mình sẽ nuôi như thế. Đấy, cái mặt rất là đẹp, rất là đẹp các bác nhé. Sau những cái vách này bỏ hết, lấy một hai cái thôi để cho nó đỡ dính, nó bí, nó thoát cái tay này ra. Đấy, chơi cái bệ cốt thật này thôi. Đấy các bác ạ, rất là đều nha, bệ bãi rất là đều. Già, cái này thì già rồi, già khỏi nghĩ rồi, cái già khỏi nghĩ rồi. Đấy các bác ạ, và có thể tôi sẽ nghiên cứu xem có nên bóc một cái ba cái rễ này thì không, ba cái rễ này vì bệ thật nó đây cơ mà, nó sẽ có điểm chuyển, cái vai này nó sẽ có điểm chuyển. Đấy thì cây nó sâu hơn, tất nhiên để cái này thì bệ nó gấu hơn, và bên này cũng vậy thì nó sẽ thoát được cái vai ra. Đấy, cho bay nguyên cả cái màng này đi, nuôi cây sau này này, chứ còn bỏ cái trong này đi. Đấy là một ý thôi các bác nhé, chứ để thế này nó rất là đẹp rồi. Đấy, không chê được cả. Mình muốn có những cái đường chuyển nhiều hơn thì làm như thế cũng là rất hay. Thì hôm nay tôi cho nó vào cái chậu này, nhà có cái chậu này vừa khít luôn. Đấy, lúc lấy về nó ở trên chậu xi măng thì nó nặng quá thì mình không lấy cái chậu, cho vào cái bao này gửi ra bến xe. Thì chiều nay mới lấy về mà các bác. Đấy, thì bây giờ rửa sang lại chút xem sao. Sau này tôi sẽ lấy một cái mầm âm ở đây để làm ngọn các bác nhé. Không lấy ở trên này, tôi sẽ lấy ở dưới này, móc lên. Nuôi cái này thật to thôi. Đấy, và nuôi cái tay này cũng thật to thôi. Tay này phải nuôi rất to thôi. Đấy. Cái này thì sau sửa sau, có thể đục xéo xuống tận dưới này. Bỏ nguyên cái, bỏ cái này đi. Nhưng cái đấy thì lúc nào làm được. Cơ bản là có cái form dáng mình thích ấy, thì bây giờ trồng lên các bác nhá. Cắt bớt bệ mỏng đi để đất trồng trong thùng xốp mà các bác, cho nên trồng cái chậu xi măng sâu sâu này này, nhiều đất lắm. Bây giờ tôi tách ra các bác nhá. Nó đang nhiều đất nên nó bị cao lên. Chậu này cũng là cái chậu khá là sâu lòng rồi. Yeah.
Ngon chưa? Quá ngon. Thành phẩm đây, trồng xong chưa sửa cái gì cả. Sau này sẽ phải bỏ những cái này đi các bác nhé. Thậm chí là tính có thể bỏ cái phả phần này đi, như tôi nói vừa nãy trình bày. Nhưng mà để vậy như này thì rất là tốt rồi. Nếu mà để cái này thì phải bỏ bớt cái này đi, để nuôi một vài cái ở ngoài này thôi. Đấy, một cây giáng lạc tôi vừa phun chút nước cho nó lên màu cho dễ xem các bác. Bởi vì đêm đấy, màu đất nó lẫn với cái màu da đâu các bác, không nhìn đâu là bệ, nhìn đâu là thân là cảnh thì cũng khó. Đấy, chứ tôi chưa tưới, dám tưới nước rồi, chưa tưới. Mình vừa cắt khá là nhiều đoạn rễ mà. Đấy, rất già. Phía bên này thì phải thịt rồi. Thịt rồi, thịt vào mấy cái rễ này rồi. Ba cái rễ này, thịt đi. Bên trong nó còn gầm còn chân mà rất là đẹp. Cái này chẳng có gì nuôi. Nuôi cho nó để thì nó gầm gừ nhưng mà cắt đi nó mới sâu cây như vừa nãy tôi trình bày. Đấy. Mặt này bệ biết rất khủng khiếp, mặt này thì rất là gấu. Rất là gấu. Đấy. Có thấy không? Ok đâu. Đấy, một cây giáng lạc. Đấy các bác nha. Cứ phê không các bác? Chưa sửa cái gì các bác, vì chưa có gì mà sửa. Đấy, có đục đẽo gì thì cũng sau này tôi mới làm. Hôm nay chỉ trồng thôi. Trồng và chia sẻ khoe các bác. Nó lên chậu nó sẽ khác đấy các bác. Cái chậu này vẫn là chưa phải chậu đẹp đâu các bác. Nhưng mà chẳng qua nó vừa thôi. Nó cũng là chậu tàu đấy nhưng mà đây qua tôi cũng không có cái chậu khác. Thay cái này thì thực tế nó cũng vừa. Cái thứ hai nó không xấu nhưng mà tất nhiên nó không đẹp, không đúng với cá tính mình lắm chứ không phải là nó không đẹp. Đấy các bác nhìn view vào từng cái cái da của nó vàng các bác. Các bác đêm có thể nhìn thấy nó đen đen xỉn xỉn nhưng mà thực tế nó là màu vàng đấy các bác nhỉ. Rất là vàng các bác nhé. Đấy, bệ bãi thì chắc là không chê được rồi đúng không các bác? Già, nhất là già, thứ hai là bệ bãi bết. Đấy, vấn đề bây giờ chỉ có tiếc là ông này cắt cái này ngắn quá, không hiểu vì lý do gì mà ông cắt ngắn thế. Đấy, thì thôi, nuôi lại, vẫn còn khẩu cút là được rồi. Và cái đầu này thì sau xử lý. Nuôi cái chi này là cái chi bên chi thứ mới nhất này các bác này. Cả cái này là chi thứ nhất, nhưng cái này là cái trục chính này. Cái cục chia chia là cái trục chính của cái chi thứ nhất. Chi thứ nhất tính từ cả cái màu này trở ra. Còn những cái này sau bỏ hết, phụ họa này, kéo bo sẹo thôi. Đấy, chi thứ hai đây và ngọn đây, tóm lại là hai tay một ngọn. Nhưng mà ngọn này thì khó xây ở phía này và các phía. Như cái nón các bác, nón thấp úp ở đây. Thì cái này hoàn thiện nó khoảng độ hơn 30 phân một xíu, chắc khoảng 32-33 phân. Đấy, còn chậu này thì khoảng độ 35-50. Đó nhé, một cây khá là đầm tay. Có chậu vào nữa thì rất là đầm tay. Đấy các bác ạ. Có thấy ổn không? Chưa làm cái gì các bác nhé. Các bác tưởng tượng nhé, khi tôi bóc cái này ra thì cái cây này rất là sâu. Vì ở chân nó ở đây nó vẫn còn xòe ra. Thì cái cốt thật của nó chơi rất là thích. Chứ còn nếu mà không có chân thì nhiều khi nó vẫn để nguyên. Chân nó thật trong này đẹp, nguyên với cái khuôn chân này mà các bác có hình đúng không? Bên này cũng vậy, bên trong gầm này nó rất chảy. Cái này là cái vách thêm của cái chi thứ nhất thôi, nhiều cái bỏ đi cũng rất là ok. Đấy, thì các bác mường tượng nhá. Sau đây em sẽ phủ một lớp sơ dừa dày lên đây để cho rễ nó phun ra bề mặt. Cái mùa này làm bệ làm rễ thích lắm, thi thoảng nó lại mưa các bác, nó phun ra thích lắm. Chứ ta không chơi mọc ăn xuống, bởi vì là như thế đấy, nó xấu. Nhưng cho nên vừa nãy tôi làm bệ rất là mỏng, cắt đi hết, chỉ nuôi cái bệ lan ra thôi. Đấy, lan mặt chậu sau nó xòe xong mình lại cắt đi, nó mới có móng rồng móng phượng mà chơi chứ. Đấy các bác nhá. Ok thôi, trình bày với các bác sơ với cái này như vậy. Hẹn lại các bác ở video tiếp theo với cây tiếp theo nhá các bác nhé, và đón chờ một thời gian nữa về cái cây này các bác nhé. Sạch sẽ, u nần sạch sẽ, rất nhiều điểm cộng các bác nhé, điểm trừ là tay cút còn mới quá, thế thôi.